thức sở hữu sở văn ý đương tuyên đọc. 32 tướng tốt ngàn vạn ức hóa thân, hàng phục các ma quân trời người đều cung kính. Thế tôn tướng tốt hết lời ca dương, này có sơ
lòng chỉ mong mọi ách nạn lánh xa. Chỉ những các duyên lành đem đến, nên hôm nay khai đàn phụng Phật, thiết lập bi kinh, đèn tuệ đăng bốn chín ngọn lung linh. Hồi bát bốn chín bông ngào ngạt, kinh khai bảy biến đàn lập bảy châu. Phung tùng dược sư bốn nguyện công đức kinh, đón lễ vạn đức kim thân diệu tướng, cung y Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Những mong họ trường chú lực cho bao thân mạnh khỏe, nhờ kinh văn cả quyên thuộc an hòa, bọn ác ma theo tiếng mỏ lánh xa, mọi tà chướng nghe chuông ngân các tăng, khắp chốn bình an mọi nhà hạnh phúc, đồng tâm cùng chúc hiện tại gọi ân quang khai thái, khách mang phần nhờ Phật lực sanh thiên, tâm hương khấn nguyện chư Phật chứng minh, vân trời ngày 19 tháng giêng xuân kỷ hợi, đệ tử chúng con thành tâm dâng sáng.